Đây là trầm Kỳ Lân tuyển chọn từ những miếng trầm đậm chất dầu và núi rừng thiên nhiên. Thì như chúng ta đã biết, trầm là được hình thành từ cây gió bầu qua bị tổn thương, côn trùng kiến và các côn trùng sẽ đục làm tổn thương, và cây gió bầu sẽ tiết ra cái tinh dầu để mà tái tạo, nên là rất là giá trị. Đã hình thành từ cây gió bầu thì cây gió bầu cũng là một loại cây gỗ, thì cũng như cơ thể chúng ta vậy, trên cơ thể chúng ta sẽ có những cái đường gân mạch máu, thì cây gỗ cũng vậy, có những cái sớ gỗ trong này, những cái tia gỗ trong này. Và trầm sẽ đi ăn sâu vào những chỗ như vậy và ăn sâu từ trong ra ngoài. Và một cái trầm tốt, trầm dinh thì nó phải chuẩn như vậy.